Xin chào Việt Nam. Mày yêu. You say it again. Mày yêu. Mày. Mày yêu. Mày. Mày yêu. Mày yêu nha các bạn. Tụi mình đã về tới Việt Nam rồi. Mới về phía hôm qua. Bây giờ đổ tháo đồ ra coi tụi mình đem về những gì ha. Cái này tết mới là một nửa những gì tụi mình đem về thôi. Yeah. It smells so good. Uh-huh. Awesome. Yep. Hôm nay anh Tây đi buông nha các bạn. Anh Michael để đi buông. Are you gonna go ship, like be a shipper today? Yeah. Hôm nay anh đi giao hàng nha các bạn. Giao hàng cho bạn nào order đồ tụi mình xong nè anh đi giao hàng. Good job. Để giờ mình cố gắng đếm lại cái này tổng số có đúng tổng số mà mình đã mua hay không. Mình đến 3 lần ra 3 con số khác nhau. Dùng hai phương pháp vẫn vậy nên thôi giờ mình để lại. Mình gọi mình chỉ đạo đi. Maybe you should just do a 50 maybe. Yeah, okay. No, 50 is too fun. 50? Ngồi đếm đếm. 50, còn đi lại làm gì? This is my favorite treat. This is a rice cake. Sticky rice. Sticky rice cake. Bánh tét các bạn. Anh nói anh rất là thích ăn món này. Lần đầu về tụi mình cũng muốn tét và chiên cho anh ăn. Okay. I love these things. Yeah. Here we go. Giờ quay thấy còn anh biết cắt cái bánh tét. Use the scissor baby. Oh, okay. Dùng kéo cắt để nó dễ nha. Anh chưa giờ tự cắt tự chiên nên mình quay thử cho anh cắt chiên có ăn ngon không nha. You got it? Yeah. Okay. Okay, we have all the thing off. Yeah. What they call it. And I'm mới lột dây rồi thôi, giờ còn bao nhiêu lá nữa nè. So I unwrap it, right? Yeah, uh-huh. Okay. Chứ giờ anh ăn mà chưa giờ biết cái bánh tét thật ra nó gói có gì trong đó gói làm sao ấy. It's a lot of layers. Yeah, they did a great job wrapping this up. Yeah, anh nói cái người cuốn giỏi, gói cái bánh giỏi quá. Quá trời lớp luôn. We're almost done getting through all the layers. You see that right here? Yeah, anh nói gửi sắp xong rồi các bạn. Here it is. Awesome. Bánh tét cuối mùa nha, hết Tết rồi mình mới ăn bánh tét. This is some work. It's really tightly packed in here. À nó dính quá, nó chặt đó các bạn. Nếu mình có bánh tét thì phải chặt vậy đó. Nhiều lớp rồi nó dính chặt với nhau. Okay, that looks good. Okay, cái này mình quay cho trường hợp ví dụ gia đình của anh, bạn bè anh không biết cái bánh tét nó làm sao. This is sticky rice cake. Wow. Yeah. Okay, we have mung bean and meat inside. Okay. Marinated meat, pork, actually pork belly. Okay, now we cut it like about this thick. Okay. I'm trying to cut this between 3/4 inch to 1 inch thick. That's good, baby. You do a good job. Here we go. Ở đó anh cắt khoảng chừng 3/4 inch cho tới 1 inch. Mình biết là bao nhiêu centimet nữa. Good job, baby. They look good. Đó, này mình quay cho gia đình anh biết ha. This is mung bean, pork belly that already marinated, and sticky rice. And now we're gonna fry it up. Awesome. Your favorite? Yeah, I love these things. Anh rất là thích món này, mê món bánh tét chiên lắm. Every time I come to Vietnam, I have to eat this. Yeah, anh nói lần nào về Việt Nam cũng phải ăn món này mới được. This one's
Maybe to leave it thick like that, I think. You think so? Let me see how thick it is. It might be really thick. That's okay, just leave it like that. Okay. Good job, baby. Alright. Here we go. I love these things. Tại khó ăn bánh tét chiên. Cái nhà mình ăn bánh tét chứ không có ăn bánh chưng các bạn, trừ khi người ta cho thôi, thành ra là. Is there some moon bean in here? Yeah. Anh biết rồi mà anh cứ quên hoài. Ooh yeah, there we go. Uh-oh. Oh, I made a mess. Sorry. There we go. Okay. You're supposed to eat that with this. With this? Oh, okay. These, we eat these with beer, right? Yeah, yeah. The other one kind of white, this one yellow. Oh yeah. Ở mình cứ ngâm củ kiểu ngâm chua các bạn. Ảnh nhậu anh ăn củ kiểu ngâm chua. Còn này ngâm nước mắm gì. All right, here we go. Anh không biết nó là gì. Is it normally a salty, right? Salty, right? The one you had before was sweet and sour. A little salty. Oh, okay. But this one a little different. Try okay. Oh, what's in here? Tell me, what's in there? I think that's fish sauce. You love it. I know you love it. Okay, you have to finish that whole thing. Ăn hết cái gì đó, ăn cái hết cái đó mới được. I think that's my last one. I don't want it. I'll stick with this. Em thấy chiên ngon không ăn củ kiệu với các bạn. Món này cũng ngon mà mình ăn không quen nước ngoài, ta không quen, nó khó chịu chứ. Tính là nó cũng hơi mặn thì. Rất mặn, rất ngọt. Still taste it. Nó tới giờ vẫn còn nghe mùi nước mắm. It's funny. I want to see your body shaking like that. Do it again, do it. Let me see how you do it. Thấy ông lắc lắc không bắt cười quá. That's my last one, baby. Okay. I know you so well, so like late first bite you were like, oh, I don't like it. Fishy, whatever, but later on you will love it. Right, yeah. Anh nói là miếng đầu tiên và miếng cuối cùng anh ăn nhanh, không ăn cái cục kiểu nữa đâu. Nói anh nói là mình hiểu lắm, cái tính anh cứ ăn miếng đầu tiên thì chê hay là không thích gì phải không? Từ từ sau này cái lại ghiền. Maybe I'll like it next year. Yeah. Năm sau, cái năm sau anh sẽ thích đấy. Giờ năm nay hết thích rồi. He's so funny. Now you know it. We can they cut some pepper. Oh, put some pepper in. Hot pepper, you know. So let's make it spicy. Oh yeah. Mix them together. Or you can eat with the white one. The white one, the sweet and I sour. I like the ones that we have with beer. Yeah, it's white, like sweet and sour. It has no fish sauce. I eat a lot of those. It has no fish sauce. So củ kiểu ngâm chua ngọt các bạn. Nó màu trắng, chứ này nó vàng, mình ngâm nước mắm á. Thì cái đó không có nước mắm, anh thích ăn cái đó. Thường hay uống bia nhậu thì ăn với củ kiểu ngâm chua. I'll try anything once. Anh nói chỉ thử mỗi thứ một lần. Okay, let's have a bite. I want to see you. What? Eat it. Of this? Yeah. Oh. Quảng cáo cho bánh tét. Big bite. Yeah, quảng cáo cho bánh tét. Cắn miếng thiệt to luôn. I love it when it's crispy. Good job. Anh đang thích khi mà nó giòn nhé các bạn. Giòn ngon. You can eat a whole plate? I can't. Anh không ăn hết nổi hết gì. Okay. Yeah. I need a drink. All right, okay. Yeah. All right, you do it. You do it, honey. No. Okay, hold on. Let Uncle Mike borrow that stuff. Okay, honey, you do you it. I can try to jump on it with my feet. Okay, try it. I want to throw. Be careful, okay? Red!
Các bạn chuẩn bị coi, coi con cá voi nó nhảy nè. Nguyên con cá voi nhảy nè. Body, like the first time. I'm not a surfer. Harry! Do it again the first time that you did. I'm okay. Be careful. Okay. Hop on, hop on, con cầm máy kìa.